Hello, xin chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Này xin giới thiệu cho anh em cách mà giúp cho chó được ấm áp và vượt qua cái lạnh của mùa đông. Làm chuồng trại, làm sao cho chó khỏi bị bệnh. Nếu vào cái mùa lạnh này ấy, thì anh em nên nhớ, nhưng mà khu vực của phía Bắc ấy, thì nên có những cái đèn sưởi như thế này. Đây, những cái đèn sưởi ấm như thế này để ấm cho nó ấm và chắn gió kỹ để nó không có bị gió lạnh. Thì gió lạnh là chó rất dễ bị ho khan, ho có đờm, ho có dịch mũi xanh thì chữa nó rất là khó. Chữa khó và lâu, nếu mà không biết cách chữa nó sẽ chuyển thành ho củi. Ho củi thì nó rất là nguy hiểm và rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong cho chó con, hoặc là chó lớn thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới sinh sản, ảnh hưởng tới chất lượng con giống. Này, đây là những bóng đèn đấy, mình đã thắp hết lên để cho nó ấm áp. Đây, các bạn xem rất là tuyệt vời, rất là ấm áp và chó ngủ rất là khỏe. Đối với những khu vực ngoài phía Bắc thì anh em nên quây kín để tránh những cái gió, cơn gió rét mùa đông. Còn khu vực phía Nam thì nó cũng chỉ ảnh hưởng gió rét nhẹ thôi, nhưng mà mình vẫn nên có những cái này để làm sao cho nó ấm và chất lượng con giống nó được đảm bảo. Đấy, những cái đèn sưởi ấm thì chú chó nó đang nằm ấm áp. Đấy, chó bầu này. Anh em xem chó bầu thì thắp đèn ấm này, nó nằm nó rất là khỏe thoải mái. Còn giống chất lượng của trại mình, anh em nếu có nhu cầu mua con giống thì liên hệ với mình. Theo con giống chất lượng này, nếu có nhu cầu mua con giống thì liên hệ với mình nhé. Và chuồng trại về mùa lạnh này thì các bạn chuồng trại phải luôn luôn sạch sẽ nhé, sạch sẽ để tránh ẩm thấp, nấm mốc. Nếu mà có nấm mốc thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh tật, từ những các cái bệnh truyền nhiễm, bệnh đường ruột, run sán rất hay nảy sinh hay vào những cái vào cái dịp mùa lạnh mùa đông nhé. Nên là tuyệt đối anh em phải vệ sinh chuồng trại và có những cái thuốc diệt vi khuẩn, diệt làm vệ sinh sạch sẽ nhé. Đấy, rất là ấm áp, rất là tuyệt vời. Anh em có thể xem nhé, vệ sinh sạch sẽ để nó tránh những cái mùi hôi, những cái nấm mốc, dịch bệnh. Về mùa đông thì nên cho chó nằm cao lên một chút, không nên cho nằm đất, dễ bị lạnh. Và những ve bọ nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cún. Chó đang phối. Buổi chiều nó mới phối mà giờ sung quá lại phối tiếp. Thank you.
cho cái này nó tới ngày 12 ngày nên là cho đực nó thấy mùi nó phối liên tục. Heo sắp tới sẽ rất có nhiều những con giống chất lượng nha, cho anh em lựa chọn. Heo thôi nha. Heo. Hiện tại mình đang có hai con đực mà cái phối, con đực phối là nó thấy khi mà cái lên giống nó thường hay hú hay la, nên là mình cũng phải cẩn thận nhốt riêng hai con hai bên, nếu không thì nó sủa nhức đầu lắm, sủa mầm hàng xóm người ta sẽ la chết. Đó, chuồng trại mình sắp xếp chung, mình trại mini thôi, đây là những con giống chất lượng mình giữ lại để nhân giống tạo ra những con giống tốt cho anh em. Chạy đến đó. Đây là cu đen lực giống, mình bỏ ra rất là nhiều tiền để mình mua nó, một con giống cực kỳ chất lượng nha. Em cái này sắp tới ngày rồi này. Sắp tới ngày sinh rồi. Nó đang liếm chim, chắc là sắp vỡ ối rồi đây. Sắp vỡ ối là sao mà thấy nó liếm hoài đây. Chút nữa mình phải xích cho nó vào dưới, không để nó đẻ trên chuồng thì rất là nguy hiểm. Đẻ trên chuồng này thì nó bị rớt con xuống dưới, mình không để ý được, tối đi ngủ là nó rớt con xuống dưới là rất là nguy hiểm. Mình có cái nhà kho ở trong kia, mình sẽ cho nó vào trong đó thì nó sẽ sinh ở trong đó. Phối giống con cái đang tê lê phê là ư luôn. Anh em nếu mà có nhu cầu mua chó giống thì vui lòng liên hệ với mình nhé, mình có để số điện thoại ở dưới nhé. Hoặc là có nhu cầu về tư vấn các kiểu phòng bệnh dịch, chăm sóc chó con, chó mẹ, chó bầu thì anh em kết bạn Zalo với mình trao đổi trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn nhé. Mình không giấu cái gì hết các bạn ạ. Cho giống từ trại mình thì mình hỗ trợ tất cả các kiểu luôn. Đó, mình xem nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình.
gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn rất là nhiều.